Hello, xin chào cả nhà nha. Đây, em lên cả nhà một con đồng hồ Thụy Sĩ Swatch Swiss nha. Con này là bản năm 91. Đó, lộ máy nha cả nhà. Đây, 23 gieo chân kính, lộ máy trước, lộ máy sau. Đó, rất là khỏe luôn nha. Mấy cái tím tím là chân kính đó cả nhà. Này phun bóc luôn nha. Và đặc biệt con này có tay hỗ trợ nữa. Nó hơn Seiko 5 nha cả nhà. Seiko 5 chỉ là tự động. Còn con này là máy Thụy Sĩ tự động và có tay hỗ trợ nữa. Đó, nguyên rin từ A đến Z. Em có phun có hộp luôn nha. Đó, hàng này đúng chuẩn sưu tầm nha. Sản xuất từ năm 91 đến giờ là cả nhà cũng biết rồi. 91 thì suy ra cũng phải 30 tuổi rồi cả nhà. Đó, đúng chuẩn sưu tầm luôn. Size thì tầm 36, 36 năm chưa núm. Cả núm là 38.5 rồi cả nhà. Đó, hợp anh em nào tay vừa và nhỏ hoặc nữ nha. Này nam nữ đều được. Đó, độ cơ nha cả nhà. Chứ ví dụ mà bản bình thường em cũng đâu có làm. Độ cơ em mới làm nha. Đó. Lâu lâu mới có một con nha cả nhà. Đó. Nguyên rin luôn, khóa rin, núm rin chạy chuẩn luôn nha. À, lên code nè. Máy Thụy Sĩ nha cả nhà, chính hãng luôn. Rồi em mời cả nhà nha.